Tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, liên quan đến vụ sạt lở tại Mai Châu, Hòa Bình, một tảng đá nặng hàng tấn rơi trúng ô tô khi đang đi qua đèo Thung Khe, địa phận xã Tổng Đậu. Chiều mùng 4 tháng 8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip từ camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại toàn cảnh sự việc. Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 4 tháng 8, ô tô 4 chỗ do ông H trú tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 6, đến km 128 cộng 750, địa phận xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, thì nhận được cảnh báo của người ven đường về nguy cơ sạt lở. Lúc này tài xế điều khiển ô tô đã dừng lại để quan sát, nhưng sau đó lại điều khiển xe đi tiếp. Khi xe đi được một đoạn khoảng 20 mét thì sạt lở xảy ra, tảng đá bất ngờ đổ ập xuống ô tô. Những người có mặt tại hiện trường hoảng hốt và chi hô vào ứng cứu các nạn nhân trên xe. Được biết trên xe ô tô lúc đó chở 4 người. Sau khi nhận thông tin, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hòa Bình điều động cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, phân luồng phối hợp với các đơn vị dọn đất đá, đảm bảo giao thông trên tuyến. Cũng theo phòng cảnh sát giao thông Hòa Bình, vụ việc may mắn không có thương vong về người. Trước thông tin lan truyền trên mạng về 3 phương án sắp nhập 6 quận của thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Sở Nội vụ khẳng định thông tin này là không chính xác. Theo Phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về 3 phương án sắp nhập 6 quận lan truyền trên mạng là không phải của thành phố Hồ Chí Minh. Sở cho rằng đây có thể do dân mạng chế ra, thành phố chỉ mới bước đầu ra soát các tiêu chí, chưa có phương án sắp nhập. Được biết trước đó theo thông tin của Sở Nội vụ, thành phố Hồ Chí Minh có 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 149 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp, sắp nhập do chưa đảm bảo các tiêu chí về diện tích và dân số, gồm quận 3, 4, 5, 10, 11 và Phú Nhuận. Trong số 149 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp, có 7 đơn vị đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn trước nên không cần làm trong giai đoạn này. Liên quan đến vụ việc một nhóm đối tượng có hành vi chặn xe, hành hung lái xe khách tuyến Quảng Ninh, à, Thái Bình, ngay trong tối mùng 3 tháng 8, Công an thành phố Hạ Long phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập nhóm đối tượng trên lên cơ quan công an làm việc. Theo đó, sau khi xác minh làm rõ nội dung đơn phản ánh của lái xe Bùi Hữu Tê, sinh năm 1991, chú tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, bị một nhóm đối tượng chặn xe hành hung khi đang di chuyển trên đường. Công an thành phố Hạ Long đã triệu tập nhóm người liên quan, gồm Trần Văn Khe, sinh năm 1972, Nguyễn Anh Ngọc, sinh năm 1999, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Đào Việt Long, sinh năm 1990, trú tại khu 5B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, và TTD, sinh năm 2007, cùng chú tại khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, lên trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận là nhóm phụ xe biển kiểm soát 14B00291. Nhóm này đã chặn xe tấn công lái xe biển kiểm soát 17B02123 tại chân cầu Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, cũng như nhiều lần chặn xe của hãng xe Thiên Hoàng Hải, Thái Bình để đe dọa, đánh rằn mặt lái xe. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy với hành vi cất giấu ma túy để thực hiện mua bán ngay trước cửa nhà riêng. Trước đó khoảng 16 giờ 30 phút ngày 13 tháng 7, lực lượng chức năng bắt quả tang Vũ Quang Hiệp, sinh năm 1982, cư trú tại tổ 4 khu chới 3 phường Hoành Bồ, cất giấu trái phép một túi ni lông chứa 0,283 gam methamphetamine tại khu vực trước cửa nhà để bán. Qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ 4 túi ni lông chứa tổng cộng 0,476 gam methamphetamine và 0,058 gam ketamine. Cơ quan cảnh sát điều tra còn tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lương Văn Chiến, sinh năm 1989, cư trú tại thôn 3, xã Quảng La, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về hành vi bán trái phép chất ma túy và giúp sức cho Vũ Quang Hiệp bán trái phép chất ma túy cho nhiều người nghiện trên địa bàn phường Hoành Bồ. Theo quy định tại khoản 2 điều 251 Bộ luật hình sự, khung hình phạt cho hành vi của hai đối tượng là từ 7 đến 15 năm tù.